Erdogan chính thức đang lẩn trốn tại Serbia. Hối lỗi Sam Bankman-Fried hy vọng bắt đầu công việc kinh doanh mới để trả lại tiền cho các nạn nhân FTX. Đường dây rửa tiền bằng crypto lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc bị triệt phá. Bị cáo buộc vô lý, Binance chặn luôn một tài khoản người dùng. Tổng quan thị trường crypto ngày 12 tháng 12 ngập sâu trong sắc đỏ. Xin kính chào quý vị. Nơi sống hiện tại của Erdogan vẫn là một chủ đề được cộng đồng tiền mẫu hóa cực kỳ quan tâm, đặc biệt là khi tòa án Hàn Quốc đã quyết định ra lệnh bắt giữ ông, đi kèm với lệnh truy nã đỏ được ban hành từ phía Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ngay sau đó. Sau một quá trình rượt đuổi và lẩn trốn, vào sáng hôm nay ngày 12 tháng 12, nhà sáng lập Terraform Lab Erdogan được cho là đang ở Serbia và chính quyền Hàn Quốc đã nhanh chóng có những biện pháp tiếp cận để bắt giữ ông. Dù tỏ ra khá bình thản trước vụ việc và liên tục xuất hiện tại nhiều cuộc phỏng vấn với tuyên bố bản thân không trốn chạy khỏi lệnh truy nã, tuy nhiên Erdogan vẫn không hề hé nửa lời về vị trí mình đang sinh sống hiện tại. Theo nhiều nguồn tin trong tháng 10 năm 2022 tiết lộ, ông đã rời khỏi Singapore sang Dubai tị nạn. Song cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, mọi chuyện có lẽ không dừng lại ở quốc đảo sư tử. Theo tờ Joseon Hàn Quốc, Erdogan hiện được cho là đang ở Serbia, một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực Đông Nam châu Âu. Ngay sau khi xác minh thông tin này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang yêu cầu chính phủ Serbia hợp tác trong cuộc điều tra nhằm tìm ra cách bắt giữ Erdogan về tội cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư về sự sụp đổ của Terra. Song đây là diễn biến mới nhất về cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa Erdogan và Hàn Quốc, vốn dĩ đã vô cùng phức tạp cũng như có nhiều chuyển biến liên tục trong hơn 3 tháng qua, dù tình tiết vụ việc vẫn chưa có nút thắt cuối cùng. Erdogan thì đang khá ung dung với cuộc sống thường ngày, mặc cho chính quyền Hàn Quốc ra sức tìm kiếm mọi phương án bắt giữ ông. Mục đích chuyến đi của Erdogan đến Serbia vẫn chưa rõ ràng. Các công tố viên Hàn Quốc tin rằng ông ta đang lẩn trốn ở nước ngoài để tránh bị điều tra. Erdogan đã nhiều lần phủ nhận hầu hết các cáo buộc trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông khác rằng ông ta không bỏ trốn. Sau cú sập của Luna UST, đơn vị tội phạm tài chính và chứng khoán của văn phòng công tố quận Nam Seoul đã nhận được lệnh bắt giữ Erdogan với tội danh cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư vào tháng 9. Interpol cũng đã phát thông báo đỏ, mức truy nã cao nhất đối với việc bắt giữ và hồi hương. Nếu Erdogan thực sự đang ở Serbia, chính phủ Hàn Quốc vẫn cần phải xử lý nhiều vấn đề pháp lý, bởi nước này hiện không tham gia luật dẫn độ. Đồng hành cùng với Erdogan gây nên cuộc khủng hoảng trong giới tiền mẫu hóa, cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cho biết, ông hy vọng sẽ thành lập một công ty mới, tạo ra đủ doanh thu để bồi thường cho các nạn nhân của sự sụp đổ của FTX. Cựu giám đốc FTX Sam Bankman-Fried mới đây đã bày tỏ hy vọng sẽ tìm ra cách đền bù cho người dùng FTX. Tôi sẽ suy nghĩ về cách chúng tôi có thể giúp đỡ thế giới và nếu người dùng không nhận lại được nhiều, tôi sẽ suy nghĩ về việc những gì tôi có thể làm cho họ. Và tôi nghĩ rằng ít nhất tôi có nghĩa vụ đối với người dùng FTX là phải làm đúng với họ một cách tốt nhất có thể. Khi được hỏi liệu Sam Bankman-Fried có kế hoạch bắt đầu một dự án kinh doanh mới để kiếm tiền trả lại cho các nhà đầu tư hay không, người sáng lập FTX đã trả lời rằng sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì có thể để thực hiện điều đó và sẽ thử nếu có thể. Bên cạnh đó, một cựu nhân viên cấp cao của FTX từng làm việc với Sam Bankman-Fried đã cáo buộc người sáng lập FTX nói dối trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Khi Sam nói rằng ông không biết về dòng tiền và tiền giữa các công ty hay việc chuyển tiền cho Alameda bằng cách sử dụng tiền của khách hàng FTX. Chuyển sang những thông tin khác, Trung Quốc mới đây vừa truy quét một nhóm tội phạm rửa tiền khổng lồ thông qua giao dịch tiền mã hóa, truyền thông trong nước đưa tin. Theo tờ China News, cảnh sát Nội Mông đã bắt giữ 63 nghi phạm đứng sau kế hoạch rửa 12 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,7 tỷ đô la Mỹ. Sau cuộc điều tra trải khắp 17 tỉnh thành về dòng tiền bất thường của công ty xây dựng Simao Yuan, giới chức trách phát hiện ra một mạng lưới quốc tế hoạt động theo mô hình lừa đảo kim tự tháp, chuyên chuyển đổi tiền bẩn sang tiền kỹ thuật số. Không chỉ trấn áp crypto trong hoạt động trái phép, Trung Quốc còn siết chặt cấm tiệt crypto dưới mọi hình thức từ tháng 9 năm 2021. Từ khai thác đến giao dịch, sử dụng crypto thanh toán cũng sẽ bị xóa sổ khỏi quốc gia từng là trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới. Độ khó đảo BTC từ đó cũng rơi mạnh cho đến nay. Binance đã ngừng cung cấp dịch vụ cho một tài khoản vì những cáo buộc vô lý, thậm chí là đe dọa khủng bố lên nền tảng. Cụ thể mới đây, một vụ tấn công nhắm vào API Three Commerce đã khiến cho hàng chục người dùng Binance thất thoát tiền. Tài khoản Twitter @coinmamba là một trong số đó. Người này đã nhanh chóng báo lên bộ phận khách hàng. Mặc dù lỗi không nằm về phía sàn giao dịch, Coinmamba vẫn cáo buộc Binance đã không hỗ trợ mình trong việc lấy lại tiền. Coinmamba là một nhân viên có ảnh hưởng trong không gian crypto với gần 280.000 người theo dõi trên Twitter. Bio người này giới thiệu mình là một nhà đầu tư future. Coinmamba liên tục đăng đàn chỉ trích Binance là không minh bạch. Người này tìm cách đổ lỗi cho Binance và yêu cầu bồi thường, hay thậm chí nghi ngờ bộ phận khách hàng Binance chỉ giả vờ hỏi han để CZ chụp lại đăng tweet.
CEO Biden trong bài giao sau đó lên tiếng ẩn ý, Kwamamba có thể đã tự đánh cắp API của chính mình. Ngoài ra còn cho biết có hơn 20 trường hợp tương tự đang cần sàn xử lý. Số tiền thất thoát của Kwamamba để mà nói là không nhiều và không thuộc diện cần hỗ trợ. Dù có vịn vào sự ảnh hưởng của mạng xã hội thì cũng không thay đổi được gì. Trước những cáo buộc vô lý, thậm chí là đe dọa mang tính khủng bố rằng Biden sẽ phải trả giá cho chuyện này, CZ đã đưa ra lời cảnh báo với tài khoản Kwamamba. Sau đó, Biden đã chuyển tài khoản cá nhân của nhân vật này sang chế độ Abroading, chỉ có thể rút tiền được. Tweet này của CZ hiện đã bị xóa. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Biden trên tweet đã trả lời Kwamamba. Bạn đã từ chối báo cảnh sát mà thay vào đó cố gắng đổ lỗi cho chúng tôi và yêu cầu bồi thường. Bạn thậm chí còn đi xa đến mức đưa ra những lời đe dọa, điều mà chúng tôi sẽ không dung thứ. Kwamamba sau đó tuyên bố Biden đã đóng luôn tài khoản của mình. Thị trường crypto mở đầu phiên giao dịch đầu tuần ngập tràn dòng sắc đỏ. Giá BTC hôm nay giảm xuống quanh mức 17.000 đô la Mỹ. BTC hôm nay giảm xuống mức 17.099 đô la Mỹ, giảm 0,22%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 886 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,5%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua ở mức 30 tỷ đô la Mỹ. Top các đồng coin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua theo Binance: LEVR tăng 78%, TCXC tăng 27,7%, AUTO tăng 13,4%, WABI tăng 12,6%. SSV tăng 10,9%, chỉ số tham lam sợ hãi tăng lên mức 27. Giới phân tích cũng cho rằng các tin tức tiêu cực đang bao trùm ngành công nghiệp tiền mã hóa. Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đã tạo sức ép lớn lên tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Ông Eric Robertson, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered, cho rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống 5.000 đô la Mỹ trong năm 2023 do những biến động phức tạp của thị trường. Lợi suất sụt giảm cùng với việc bán tháo Bitcoin khiến cho giá đồng tiền này giảm tốc. Ông cho rằng ngày càng có nhiều sàn giao dịch và công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa không đủ thanh khoản. Điều đó dẫn đến tình trạng phá sản gia tăng, đồng thời giảm niềm tin của nhà đầu tư vào các loại tài sản kỹ thuật số. Một vòng xoáy nguy hiểm sẽ đẩy giá của các đồng tiền mã hóa xuống thấp hơn nữa. Khi giá của tiền mã hóa đi xuống, các công ty, sàn giao dịch tiền mã hóa không thể chống đỡ với làn sóng rút tiền của khách hàng, khiến cho niềm tin lao dốc. Những thông tin về thị trường vừa rồi cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để có thể cập nhật những thông tin nổi bật nhất về blockchain cũng như crypto, quý vị đừng quên theo dõi cryptoday.com và các nền tảng khác của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.